Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ cho mình xin một like, đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn tham gia một chương trình AirDrop Claim 500 token có kiểu là Elon Coin nha các bạn. Thì sau khi các bạn claim thì token nó sẽ về liền các bạn. Thì chương trình AirDrop này nó đang trong chương trình bán hàng free sale nè các bạn. Các bạn có thể mua min tối thiểu là 0.05 BNB thì sẽ nhận được 250 triệu token Elon và mua tối đa là 2 BNB nha các bạn. Thì chương trình này mình đã có test qua cho các bạn, thì trên mã thông báo là Elon Coin biểu tượng là Elon, thì tổng cung của con này có 100 tỷ token Elon Coin các bạn, và nó sẽ đốt cháy 50% tổng nguồn cung của nó các bạn. Thì lộ trình của nó rất là rõ ràng các bạn. Xuống đây mình có đọc lộ trình của nó các bạn. Chủ nhân còn thưởng các bạn, để mình tìm cái lộ trình của nó các bạn. Thì lộ trình của nó là bạn, hiện tại thì ra mắt trang web và hợp đồng thông minh triển khai đốt 50% tổng nguồn cung rồi bạn. Thì tiếp theo là tháng 6 tới thì nó sẽ list trên sàn Bankake Swap nha bạn. Và khi đạt được 1.500 người nắm giữ token thì nó sẽ list trên nắm giữ áp dụng thanh toán khu vực đầu tư. Nó sẽ list vào sàn Bankake Swap khi nó đạt đến 1.500 người các bạn, và tiếp tục nó sẽ list lên CoinMarketCap và CoinGecko các bạn. Thì tiếp theo thì tháng 7 thì nó sẽ mở rộng tiếp thị quảng bá quảng cáo ảnh hưởng Bitstreet kiểm tra trang web 2.0 các bạn. Tiếp tục tháng 7 thì nó sẽ tham gia vào một danh sách sàn giao dịch lớn tiếp tục phát triển cho tất cả Elon NFT nha các bạn. Thì tới tháng 8 thì nó tổ chức Elon X khởi động giúp đỡ cho trên đường phố và lợi ích khác gì anh ta là đất rơi. Đây là dự án của chen chó nữa các bạn. Đây là tới tháng 9 thì nó sẽ ra là sàn giao dịch Elon X luôn các bạn. Tháng 13 mở một toàn thế giới luôn các bạn. Ok, thì dự án này khá là ngon các bạn. Mình các bạn nào có đồng BNB thì có thể hold dự án này được các bạn. Thì dự án này mình thấy nó rõ ràng các bạn. Ok, để tham gia claim được token này thì các bạn cần phải có một cái địa chỉ là dưới chút wallet nha các bạn. Thì bằng mở địa chỉ chút wallet mình ra nè. Thì các bạn cần phải có phí mạng là một chút phí mạng là BNB sợ mấy chain bet 20 nữa khoảng 0.5 đô rồi các bạn. Và món giải trình dash nè. Các bạn gỡ dán cái đường link với phần link mô tả dưới video mình nha các bạn. Rồi các bạn bấm nút gỡ nè. Sau khi các bạn bấm nút gỡ xong thì các bạn lưu ý các bạn chọn mạng BNB sợ mấy chain nha các bạn. Thì các bạn xuống đây các bạn có thể mua thì bạn buy, còn bạn mình khuyên các bạn claim airdrop free thì bạn bấm vào claim free Elonet nè. Bạn bấm kết nối nha bạn. Hiện tại những dán claim thế này là giá ra rất là rẻ luôn các bạn. Mình khuyên các bạn claim dán này nha bạn. Mình sẽ tốn là 0.00056 BNB khoảng 0.2 đô bạn. Bạn bấm chấp thuận nè. Rồi các bạn chờ một lát nha bạn. Sau khi các bạn gỡ xong thì các bạn click cho mình link mô tả thứ hai mình còn copy con chắc của nó các bạn. Các bạn dán vào nè. Các bạn mở ra nè. Thì các bạn sẽ nhận được 500 ngàn token có kiểu Elonet nè. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn claim 500 token Elonet đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.